là người hay phát cơm chó nhất. Phát cơm chó là sao? Kể cả biên nhảy cái động tác không được đẹp nhưng mà tiếng, đối với tiếng đẹp nó đẹp vô cùng. Quan tâm nó rất là chân thật thì anh. Đâu có ai khịa nhau đâu đúng không? Mình không khịa nhau nhưng mà hay khịa người khác anh. 90% lúc em thấy anh là lúc anh vừa tắm xong luôn á. Trời, chơi thôi. Những câu chuyện thú vị bên lề của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hai anh tài rapper Đinh Tiến Đạt và rapper Binzy. Tiến Đạt xin chào mọi người. Xin chào tất cả khán giả của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nếu như nói về một cái tính từ để miêu tả tinh thần của mình khi đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì đấy sẽ là gì ạ? Đã. Em nghĩ sẽ là thử thách. Khi anh bắt đầu làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, thật sự mình nghiêm túc với lại cái công việc âm nhạc đó, thì cũng là lúc anh Đạt rời sân khấu để làm những cái mục tiêu khác của anh Đạt. Em nghĩ chắc nó đâu đó khoảng 10 năm anh rồi. 10 năm. Nếu vậy thì nó cũng gần gần. Dạ. Yeah. Và anh Binzy cũng đã chia sẻ trong chương trình đó là một trong những người truyền cảm hứng lớn cho anh Binzy chính là anh Đinh Tiến Đạt. You. Hai người đã quen nhau từ bao lâu ạ? Thật sự trước đó là Tiến Đạt không có quen Binzy. Chỉ có nghe nhạc rồi vô tình nghe được một cái bài I'm OK. Hôm qua rất là thích. Nghe một cái mình cảm thấy rất là dễ chịu. Một bạn rapper nhưng mà khi mà hát lên mình cảm thấy mình thích lắm. Cho nên là mình thích luôn cái bài đó. Sau bắt đầu mình nghe được thêm nhiều ca khúc khác và em thấy ở Binzy có một cái khác hẳn với mọi người. Cả hai đã nghe nhạc nhau, đã biết tới nhau. Vậy thì khi mới lần đầu gặp nhau tại nhà chung thì cái suy nghĩ, cái ấn tượng đầu tiên nó có khác với những gì mình tưởng tượng trước đó về người còn lại không ạ? Ngày xưa khi mà anh Đạt ở trên sân khấu và khi mà anh Đạt làm nhạc á, thì nó rất là ít kiểu mình rất là ít tài nguyên để mình nói về bản thân mình. Tại vì ở thời điểm đó âm nhạc Việt Nam nó khá khắt khe cho ngôn từ, đặc biệt là cho rap. Thì mình hiểu được anh Đạt giống như là một người nghệ sĩ, một người dancer ở trên sân khấu. Nhưng mà để hiểu về con người anh Đạt á, thì anh chưa biết gì về anh Đạt hết. Mình chỉ biết là anh là người âm đã đi trước ở trong cái dòng nhạc này và mình có dấu ấn ở trong tuổi thơ của mình. Nhưng mà đến khi gặp anh Đạt thì trước hết là chưa nói về tính cách, thì về tác phong với lại về hình tượng của anh Đạt đó, thì nó có cái gì đó điềm đạm hơn anh Đạt mà mình biết, hơn Mr. D mình biết chục năm trước. Anh rất là trầm và rất là nhẹ nhàng và rất là chu đáo ở trong mọi thứ. Kiểu rất là dễ gần ngay, có cảm giác thân thiện ngay. Tại vì bản thân anh mình cũng là một người không phải hoàn toàn giống như âm nhạc của mình, nên anh em kiểu mình có cảm giác dễ gần ngay từ những lần đầu gặp. Khi mà nhận lời tham gia chương trình á, thì cái công diễn, cái concert đầu tiên là biết là mình sẽ diễn với ai, và lâu lắm rồi mình mới quay trở lại sân khấu. Thì khi mà biết là có pin gì thì lúc đó cũng lo lắng, mình không biết các bạn đang nghĩ gì về mình, nó quá xa, khoảng cách nó quá xa rồi. Thì tính của Tiến Đạt thì lại ngại giao tiếp, tức là sẽ ít khi chủ động đến gặp một người nào đấy để mình bắt chuyện, tại vì mình cảm thấy là nó rất là khó. Khi mình mở lời ra mình nói thì không biết là mình sẽ nói cái câu gì, cho nên đó mình rất là bị tách biệt so với các bạn khác. Thì thường là trong là sự lúc mà Tiến Đạt đi trình diễn thì Tiến Đạt cũng hay là xong cái phần trình diễn của mình sẽ ngồi một góc. Thì khi mà tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì mình bắt đầu là mình không được như vậy nữa, phải khác. Thì nhưng mà cũng run lắm, chủ động xin contact của Bin, của mọi người và nhắn tin, mà cũng hồi hộp là không biết là các bạn có trả lời tin nhắn của mình không. Nhưng mà khi mà nhận được tin nhắn và cảm thấy là thôi, mình giống như là mình được phá vỡ một cái lớp rào cản rất là lớn. Tiến Đạt với Ram cũng giống như nhau vậy, cũng ngại
gửi một cái thông điệp để kết nối người khác với mình. Mình cảm thấy à, còn một người nữa giống như mình, hai người chỉ cần có một cái sự kết nối thôi là sẽ đến được với nhau á. Thì mình may quá, mình đã chủ động mình làm cái việc đó, cho nên là à, mình có thêm một người bạn. Với tập này thì chúng ta vẫn tiếp tục có những bộ bài lật tài thật thách để các anh hiểu sâu hơn về nhau và để khán giả cũng có thể biết rõ hơn mọi người đã làm việc với nhau ra sao, những câu chuyện đằng sau có cái gì không. Nên chúng ta phải bắt đầu tiên với bộ bài tài nhé. Bài. Dạ. Với bộ này thì mỗi anh sẽ bốc một lá lá bài trước. Em lấy giùm rồi. Em bốc màn em bốc màn luôn nhé. Ok. Tài thật thách. Dạ. Và cái này thì hai anh không phải trả lời cho mình đâu mà hai anh sẽ hỏi đối phương cơ. Anh hỏi trước đi cho Ok. nó đỡ sợ. À, ấn tượng đầu tiên về anh Tài đang ngồi cạnh mình là gì? Có điều gì hiện tại khác với ấn tượng ban đầu không? Ấn tượng đầu tiên với anh Tài ngồi cạnh mình là anh lúc mà anh đang càn quét những cái sân khấu mà trên đài truyền hình hay là nhạc, anh mang nhạc rap lên với lại những cái gì đang xảy ra chính thống ở Việt Nam ở trong cái tình huống rất là khó để những cái mới nó du nhập vào. Như vậy thì em là một đứa nhỏ đang ở nhà, em không mình còn chưa biết là mình yêu âm nhạc cơ. Lúc đó em nghĩ là chắc là sẽ rất khó gần anh, tại vì một người mặc đồ đẹp ngầu như vậy xong rồi lại nhảy đẹp xong rồi lại đứng cạnh những người anh chị ca sĩ kiểu rất là có tên tuổi ở trong cái thời điểm mình chỉ còn là một cậu nhóc như vậy, thì nghĩ chả bao giờ mình gặp được anh này đâu, và cũng chả bao giờ là mình có cơ hội mình làm được gì cùng hết. Tại vì như anh biết mà, mình khi tuổi tuổi trẻ mình nhìn những anh chị ở trên sân khấu họ có một cái hào quang, mình nhìn có một cái điều gì đó rất là thu hút từ họ. Nhưng mà đến khi gặp anh đó, như anh nói đó, cái ấn tượng đầu tiên của em đó là ô, anh thực sự là một giống như là một một người kiểu rất là điềm đạm, kiểu mà mình chào nhau đến câu thứ hai câu thứ ba là tự nhiên em thấy ở đâu nó có cái sự quan tâm nó rất là chân thật từ anh. Ngay lần đầu gặp thì nó xóa hết toàn bộ những cái gì em nghĩ từ trước đến giờ khi ngày bé em nhìn thấy anh trên sân khấu. Tại vì xuyên suốt cái tuổi thơ của em, lúc em nhìn anh ở sân khấu và đến mười mấy năm sau em mới có cơ hội gặp anh và làm việc với anh, thì đó là cái ấn tượng đầu tiên của em với anh Đạt. Đến bây giờ nó có thay đổi không thì nó có thay đổi. Em khi mà ở gần nhau, ở cùng đội với nhau và mình ở cùng nhà với nhau thì em cái sự chu đáo, cái sự ấm áp của anh nó càng được phóng đại. Tại vì khi mà anh kiểu anh comfortable với cái môi trường xung quanh thì lúc đó nó những cái điều thật nó dễ bị bộc leak lộ ra ra lắm. ngoài. Dạ. Thì cái sự chu đáo, cái sự quan tâm của anh đến mọi người đó, thì tự nhiên nó tràn ra. Em cảm giác cái một cái điều đó nó đến từ những cái nơi rất là thật ở trong lòng mình, thì đó là một cái điều rất là đáng quý mà cá nhân em cũng như mọi người tham gia chương trình cũng mình may mắn mình có được những cái điều đó từ mỗi người. Thì anh Đạt, em thấy đó là những gì Thank you. anh mang đến cho mọi người, em cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng mà thật sự anh chia sẻ luôn, tại vì trước đây anh rất là sợ thể hiện cái việc đó ra ngoài. Giống như mình quan tâm đến một ai đó, mình lo lắng là không biết là họ đang nghĩ là mình đang có ý đồ gì không. Cho nên chính cái điều đó nó làm cho mình khó có thể thể hiện cái việc đó ra. Nhưng mà khi vào chương trình thì mình nghĩ là mình làm một cái gì đó khác mình đi, không phải là cái phiên bản trước đây. Nghĩ câu hỏi của em sẽ khó hơn câu hỏi của anh một tí. Theo anh, ba điểm mạnh và ba điểm yếu của nhóm mình ở vòng concept là gì? Ba người đều là rap, thứ nhất đều có khả năng hát, thứ hai, cái thứ ba Đẹp trai. đúng đúng anh đang định nói đó là đẹp trai. Không, chiều cao của mình đầu À tăm tóc đó nên đó là là cái đó điểm rất mạnh. cái điểm mạnh là coi như là ngoài ba cái đó thì khi nhìn vô cái đội hình nó đều lắm Đúng ạ. rồi. Ba cái điểm
mà bất lợi. Thứ nhất là cũng là rap, tại vì nếu mà rap các thứ hết mọi thứ thì nó không có gì để mọi người wow hết. Thứ hai là thời gian các bốn thành viên được biết nhau và làm việc với nhau nó lại ngắn. Rồi những cái buổi tập luyện vũ đạo để lên được sân khấu thì mình phải có một cái gì đó cho khán giả nhìn thấy. Đó là những cái bất lợi mà anh ta nhóm Nhâm Thạch gặp phải. Và chúng ta sẽ đến với lá thẻ tiếp theo ạ. Ừ. Nếu như mà anh nào mà bốc được lá thẻ vạn năng thì sẽ đưa cho host ạ. Ừ, được cho gì? Ai là người lên ý tưởng cho phần trình diễn concert của nhóm anh Tài Nham Thạch, chia sẻ sâu hơn về ẩn ý đằng sau bài hát này. Sự là khi mà cả bốn người đều có khả năng viết những cái câu rap riêng của mình thì là cả bốn thành viên cùng đưa ý tưởng vô, tại vì như vậy nó sẽ rất là dễ hơn, dễ làm việc hơn, tại vì bốn người đều có cái khả năng đó, cho nên là cả bốn cùng đưa cái ý tưởng concert. Còn riêng về phần của anh với anh Hà Lê thì có thêm về cái phần mà trình diễn trên sân khấu, nó thiên về phần vũ đạo nhiều. Còn Binz và Ram Mastic thì sẽ thiên về những cái thể hiện movement của trong từng câu chữ. Còn anh và Hà Lê thì thể nhảy nhót nhiều, cho nên là mình phải đưa cái thế mạnh này lên. Và cái làm sao là phải kết hợp được cả hai. Tức là giờ bốn anh em đã về chung một nhà rồi thì phải cho khán giả thấy là bốn người phải giống nhau hết. Và cho người ta thấy wow, tại sao họ có thể làm được cái việc mà nó đồng đều và nó đã đến như vậy. Đó là cái ý tưởng thôi. Thì xong mọi người sẽ bắt đầu đưa cái chất liệu của mình vô trong cái bài hát. Và cái bài hát này là sáng tác mới hoàn toàn. Và với đối với Tiến Đạt á, khi quay lại quá lâu mình không có sáng tác, nó rất là khó. Câu từ của mình nó bị cũ, cái flow của mình nó cũng cũ rồi. Nó như một cái ông già ở đâu đó lạc vào thế giới của các bạn trẻ. Thì lúc đó là rất là mừng, bởi vì khi đó Tiến Đạt được các bạn gợi ý hướng dẫn cho Tiến Đạt là phải nên như vậy để dễ hòa nhập khi mình bước mình quay trở lại. Mình rất là cần những cái người mà bạn đưa tay kéo mình. Ram, Bin, Hà Lê đã làm cái việc đó, và cái việc đó làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc, tại vì mình chỉ mong có như đó rồi, chứ khi đến với chương trình mình không mong gì hơn. Còn câu hỏi gì không? Không. Còn cái câu hỏi mà anh Đạt muốn hỏi anh Minzy trong cái lá thẻ sẽ là gì ạ? À, lúc biết mình thuộc nhóm Anh Tài Nham Thạch, Bin đã vui mừng nhất khi có sự hiện diện của anh Tài nào và tại sao? Em vui mừng nhất khi em biết được sự có mặt của anh Hà Lê. Em với Thiện thì là hai người chưa bao giờ nhảy một bước nhảy nào hết, trong khi anh Đạt là dancer. Đã vì không thể nào mà để anh chọn những cái động tác dễ vì tụi em không biết nhảy được. Như vậy anh sẽ không tỏa sáng được. Vocal ở trong team mình hiện giờ chỉ có Thiện, em với anh đều hát được. Nhưng mà để mình mang đến một màn trình diễn xuất sắc đó, thì em Không với anh thiếu đều biết là à, không thiếu. mình đều thiếu một gì đó. Thì tự nhiên mình biết được có ông Hà vào trong team mình, thì anh Hà Lê lại là dancer. Và anh Hà Lê lại có một cái vocal rất là xịn nữa. Thì cái một người mà lấp vào hai cái lỗ trống kiểu mà nó đang rất mất thăng bằng cho đội mình, thì khi mà biết có anh Hà Lê lại biết ok, chắc chắn mình sẽ có sản phẩm tốt. Rất là may và rất là may mắn. Anh cũng khi mà nghe tin có Hà Lê vô anh cũng vui lắm, vậy thì có xem qua những cái album của Hà Lê. Nếu bây giờ mọi người mà phải nghĩ về một số điểm đi từ trên thang 10 để chấm cho tiết mục của anh Tài Nhâm Thạch thì đấy sẽ là được số điểm gì? Tám. Đổi. Sorry. Số 8 của Binz là tuyệt đối rồi đó. Ý anh là vậy đó, thank you. Em cảm giác em vẫn vẫn lại có thể làm tốt hơn được như em vừa nói đó. Có nghĩa là vì cái việc em
Với lại Thiện rất là hạn chế trong vũ đạo nên em cảm giác ở đâu đó anh Đạt vẫn chưa nhảy đã được. Tại vì em biết nếu mà đúng chỗ thì em biết anh Đạt sẽ làm được hơn rất là nhiều. Và bản thân em cũng vậy, bản thân em nghĩ em đã làm, em có thể làm tốt hơn được, em có thể làm tốt hơn được nha. Không, còn riêng với anh thấy là nó đã ở đây á, là cả bốn anh em mình lên sân khấu quên luôn cái phần trình diễn luôn rồi. Mọi người lên đó là quên luôn là tôi đang trình diễn. Tức là Tiến Đạt thấy là cả bốn anh em lên nhưng nó giống như là đang chơi đùa với nhau. Cái đó đối với Tiến Đạt cái đó là điều rất là hạnh phúc. Kể cả Bin nhảy cái động tác không được đẹp nhưng mà đối với Tiến Đạt nó đẹp vô cùng. Tại vì Bin nhảy bằng cái niềm hạnh phúc của Bin. Thank you anh. Ram nhảy bằng cái niềm hạnh phúc. Mặc dù những động tác rất là ngô nghê nhưng mà chính cái ngô nghê đó với cái nét mặt và những cái biểu cảm mình cảm thấy là cái động tác này là đẹp nhất. Anh tài của chúng ta thì ai cũng có tài hết, có tài năng để bộc lộ, để tỏa sáng. Vậy thì còn những sự thật, những bí mật đằng sau liệu có được bộc lộ hay không? Có chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với bộ bài thật. Đây là những câu hỏi mà ban tổ chức đã chuẩn bị mỗi anh 4 lá. Ok, Ngọc, tất cả các anh trong nhóm anh Tài, Nham, Thạch đều đã có chị nhà trong quá trình tập luyện cùng nhau. Ai là người hay phát cơm chó nhất? Phát cơm chó là sao? Phát cơm chó là một cụm từ để chỉ việc mình thể hiện tình cảm với đối phương của mình và người khác xem được. Phát cơm chó. Vâng. Ok, này em phải thừa nhận là em ở trên mạng thì em hay làm điều đó nhất, và em và Châu hay làm điều đó nhất nhất. Nhưng Rồi mà rồi, ở giờ tại hiểu hiểu rõ hơn rồi. nhưng mà ở câu hỏi ở tại trường quay á, thì tại vì Châu không có bây giờ lên ghi hình cùng em hết, nhưng mà Vi thì lúc nào cũng ở bên cạnh anh Đạt hết, và không hẳn là phát cơm chó nhưng mà rất là chu đáo và rất là quan tâm đến mọi người. Lúc nào anh Đạt cũng có mang trà hay là mang nước, hay là cả cả Vi còn nấu cả một nồi phở lên để cho mời mọi người. Giờ biết được thêm phát cơm chó rồi là gì rồi. Anh biết thêm từ mới đó, anh có muốn xen kẽ không hay là anh Trời. muốn Ai là người hay cà khịa nhất nhóm? Đâu có ai khịa nhau đâu đúng không? Nhóm không ai khịa. mình không khi nhau, nhưng mà hay khi người khác anh hay trêu ấy, Hay hay là trêu hay người khác. Có Ram với Hà Lê. Ram Hai là Ram có vẻ anh là thấy hay Ram sẽ khi cao điểm rất là Ram nhiều đó. Vâng. Ram Ram rất nhanh nảy số những cái câu mà khiện khác nhanh lắm, cho nên mình cũng mắc cười những cái đó. Mình cũng muốn làm cái việc đó lắm nhưng mình làm không được. Ai là người ít nói nhất nhóm? Ít nói chắc Bin quá, Bin cũng ít nói hơn anh luôn á. Em thì em nghĩ là em nói cũng nhiều đó. Em lần này vào tham gia cùng với mọi người Không em anh nói cũng đấy nhiều. rồi. Ok. Mỗi lần anh hỏi ai hỏi gì là Ok. anh cảm thấy như vậy. Ai là người ở dơ nhất nhóm? Các anh quá. Không, em không nghĩ vậy đâu. Em lúc nào em cũng thấy anh từ vừa mới tắm xong ấy. Đâu Hầu như có. là 90% lúc em thấy anh là lúc anh vừa tắm xong luôn á. Hoặc là lúc anh đang nhảy. Vậy là hai mình ở dơ như nhau. Tại vì anh biết là Có anh thể. Ok, mình chốt như vậy, mình chốt như vậy đi. dơ cùng thời điểm cho nên là sẽ thấy nhau là cùng năng lượng rồi. Ok. Ai là người si tình nhất nhóm? Anh nghĩ là Bin Bin là người si tình nhất nhóm. Thấy Bin nhìn Châu ánh mắt rất là coi như là nó cong Sáng vô luôn. bừng luôn đúng không anh? Nó Em cứ nhìn anh Đạt lấp nhìn anh ánh mắt y chang luôn lấp đúng lánh không? không có khác khác. Ôi thiền vào anh ơi, thiền vào. Rồi rồi. Từ từ mình nói tiếp rồi. Đùa anh đùa. Ok anh tiếp đi. Ok. Rồi tới Yeah. em, anh xong rồi Oh, đó. ok anh. Tham gia vào nhóm toàn rapper như anh Tài, Nhâm Thạch có đúng với chiến thuật mà các anh chọn để chơi ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay không? Thì trước hết là khi mà bước vào cuộc chơi là bản thân anh không có chiến thuật. May mắn là mình enjoy và mình làm tốt hết tất cả những gì mình làm. Còn nếu mà để
nói về đúng chiến thuật thì em không nghĩ là Dạ. chiến thuật tốt. Không có chiến thuật. Dạ. Có sự khác biệt nào trong tư duy âm nhạc giữa hai thế hệ hay không? Tại vì với những cái thời của Tiến Đạt thì câu chữ nó sẽ đơn giản hơn. Dạ. Nó sẽ phù hợp với cái thập những cái năm khoảng 2000. Chỉ cần làm một cái câu thơ ngắn mấy chữ thôi là con gái thời đó là rụng rời hết rồi. Cái câu thơ nó nhiều khi nghe nó vô chi mà, nhưng mà nó giống như cái kiểu mà nó giỡn với nhau vậy á. Vâng. Tức là không phải như bây giờ là à anh phải có một cái gì đó thì phụ nữ mới theo. Nhưng bây giờ những câu thả thính của em nó vẫn vô chi, nhưng câu của anh trước đó hơi vẫn quốc anh ạ. Vẫn Em quốc nghĩ dạ, hả? có nghĩa là cái bộ từ nó khác thôi. Bây Dạ. giờ thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều về về mặt ngôn từ và về mặt những gì mình có thể nói. Thì ở thời của anh Đạt thì sẽ gặp nhiều thử thách, nhiều khó khăn hơn rất là nhiều. Nên Đó là sự khác biệt lớn. không biết lớn. Tiếp theo ạ. Thẻ vàng năng anh sẽ đưa cho Khánh Vy đúng Dạ. không? Đó nên. Hãy cùng nhau mô tả lại các thành viên trong nhóm chỉ bằng một hành động duy nhất. Ví dụ như dáng đi, tật xấu, thói quen vô thức hay bất kể một cái gì mà khiến mình nhớ tới đối phương. 3, 2, 1. Đây là được Đúng, đúng đúng, thiện đúng. này đúng không, Vâng. cái này của thiện Vâng. rồi chơi thôi. À, tôi chỉ biết làm anh Đạt thôi. Ai ai À, anh anh Đạt này đúng không kia ạ? không biết Thế làm là bây giờ là anh Đinh Tiến Đạt ạ. 3, 2, 1. ok. Còn bây giờ là mô tả anh Bin ạ. Rồi ạ, tiếp theo chúng ta sẽ cần một lá từ anh Đạt hoặc anh Bin đều được. Hãy kể về chông gai lớn nhất của anh ở vòng đầu tiên này. Anh đã vượt qua anh nó như thế nào? Cái anh đã nói đầu chương trình là cái việc anh nhắn tin cho mọi người. Anh bị một cái tật là anh hay trả lời vào trọng tâm quá nhanh, quên những cái đại từ xưng hô hoặc những cái râu ria ở ngoài để cho mọi người đọc cảm thấy nó dễ chịu. Ví dụ con vợ anh hay hỏi là anh ăn cơm chưa? Chưa. Tại vì mình đưa vô trọng tâm liền luôn, cho nên là nó nếu mà ở bên nó sẽ có những cái anh rất là thích Em phải trả lời phải 4 câu anh đó, ạ. đó để 4 câu. dẫn vào cái trọng tâm, còn anh nhảy cái vô trọng tâm ngồi luôn, cho nên là nhiều khi sẽ làm cho đối phương rất là hụt hẫng. Mình đang nhắn cái ông nội này nhắn cái tin gì mà mình đọc mình bực luôn, thì khi mà nhắn cái tin đó anh rất là sợ. Ví dụ mình sẽ nhắn như thế nào để cho các bạn nó hiểu là cái ý của mình nó không phải như vậy, mà đúng phải đúng cái ý của mình. Nhiều khi mình cảm thấy là à ờ hay nhé, tự nhiên cái Nó cụm cũng từ này ngượng nó không phải từ của mình. ngượng. Mình đi ăn nhé, Hi. mình phải viết cái từ gì thay thế cái gì này đây, mà mình rất là khó khăn trong cái việc đó luôn. Đó, thực sự nhắn một cái tin nhắn nó khó vô cùng đối với Tiến Đạt, tại vì để nhắn làm sao người đọc người ta cảm không cảm thấy khó chịu. Anh Binzi chấm điểm khả năng nhắn tin của anh Tiến Đạt làm quen. Khá là cục xúc anh, nhưng mà khi mà gặp anh Đạt mới biết là anh Đạt như vậy. Ở bên ngoài anh Đạt không không là một người kiểu ấm áp và chu đáo hơn như vậy rất là nhiều, nên những cái việc ở trong tin nhắn dù cho giờ anh Đạt có nói cọc lốc cỡ nào thì đâu mọi người vẫn hiểu anh Đạt là người như thế nào, nên nó không là vấn đề. Chúng ta sẽ đến với phần thách với những lá bài mà chúng tôi đã chuẩn bị ngay đây rồi ạ. Mỗi một anh tài sẽ có một cái bảng để cùng nhau viết ra cùng một thời điểm câu trả lời của mình. Theo anh, ai là đối thủ nặng ký nhất trong dàn anh tài của anh trai vượt ngàn chông gai? Anh Tiến Lâm là anh Ramastic ạ. Mọi người có thể chia sẻ về suy nghĩ của mọi người về những nhân vật này được không ạ? Chắc chắn là tiếng lược nặng hơn luôn. Đúng Ồ. sư phụ của anh. Ram rất là giỏi trong những cái vấn đề về nhạc và về câu từ, cũng như là Ram có thể làm được một cái bài nhạc rất là nhanh Nào. và rất là bắt kịp Em xu đồng hướng ý. luôn. Đối thủ nặng ký. Đối thủ nặng ký. Nhưng mà ký thì không nhiều lắm. À, Không ký nhiều. sẽ nặng cái khác, Nhưng mà nặng ăn tiếng tiếng lực sẽ nặng ký hơn. lắm.
Nếu được quyết định thành lập đội 4 người, anh sẽ chọn ba anh tài nào chung đội của mình trong công diễn tiếp theo? Anh Đạt thì muốn lựa chọn là anh Bằng Kiều, anh Cường Seven và anh Bùi Công Nam. Mỗi một nhân vật thì anh có thể đi kèm với một từ, tại sao mà anh ưng nhất người đấy không ạ? Anh Bằng Kiều. Anh Bằng Kiều về khả năng ca hát là không phải bàn cãi rồi, Rồi. có thể chỉ ra những cái điểm yếu của mình để cho mình mỗi ngày mình tốt hơn. Bên cạnh đó anh Kiều rất là vui tính, đi chơi anh Kiều vui lắm. Thứ hai là Cường Seven, khi nhìn vào Cường anh cảm thấy là hình ảnh một cậu bé rất là chăm chỉ và đầy đam mê. Và nghiêm túc. Với ánh mắt và những cái hành động của Cường á, là Cường giống như là đắm chìm trong cái thế giới đó luôn. Thì nếu mà được làm chung việc với Cường thì anh thích, tại vì anh rất là thích tính cách của Cường, mặc dù là chưa tiếp xúc lần nào nha, chỉ nói chuyện hai ba câu thôi, chào hỏi hai ba câu thôi, nhưng mà anh thấy là Cường thể hiện ra được cái việc là với cái đam mê của mình luôn. Còn Bùi Công Nam thì anh thấy là một chàng thanh niên rất là vui tính, dí dỏm, mình cũng muốn được như vậy. Mình cảm thấy là mình thờ nhỏ mình lo về cái riêng của mình nhiều quá, mình quên đi cái dí dỏm bên ngoài. Thì hai cái con người này nếu mà cộng lại với nhau nó thành một người rất là hoàn hảo luôn, Bùi Công Nam và Cường Seven. Cho nên là anh thấy nếu mà được, anh muốn khi vào đội anh muốn sống trong cái thế giới như vậy. Còn anh Vin ạ, anh Tự Long, anh Hà Lê và anh Kiên Ứng. Dạ, anh Tự Long Nhưng thì anh nghĩ có một cái kho tàng về chất liệu về dân gian mà anh luôn tìm kiếm để mình làm nên một cái gì đó với cái màu sắc hiện đại mình có thể làm được. Anh Hà Lê thì cũng là một người mình cũng anh rất là thích cái giọng của anh Hà Lê. Kiểu nó rất là gai góc mà kiểu nó có sẵn cái nỗi đau ở trong đó rồi á. Những cái kiểu đó khi mà làm được cùng một bài hát với một cái chất giọng như vậy, nó càng làm cho mình lấy được nhiều cảm xúc ra hơn nữa. Còn Kiên Ứng thì đây là một điều chắc mọi người cũng ít biết, nhưng mà đằng sau Kiên Ứng là một người anh em ở trong team Space Speakers, nhưng mà rất là nhiều lần ở những cái mấu chốt của cái sự sáng tạo ở trong tất cả mọi sản phẩm, từ hình ảnh cho tới âm nhạc, thì cái vai trò của Kiên khá nhiều ở trong những cái góp ý về sáng tạo. màu sắc âm nhạc mà anh muốn thể hiện ở công diễn tiếp theo là gì? Màu hồng. Anh bảy màu. Màu sắc âm nhạc mà sao anh trả lời màu màu bảy màu là sao? Thì tất cả các màu luôn đó. Anh đùa. Anh đùa. Được không? Được. Em trả Phải lời nói anh là dạ. anh đùa anh đùa. Đó phụ thuộc vào mình ở cùng cùng đội với ai, thì anh sẽ có mình sẽ tìm được những gì mình làm tốt nhất để mình gặp cái thế mạnh của nhau ở giữa. Anh nghĩ nếu mà như anh vừa nói, nếu mà gặp anh Tự Long thì màu sắc của anh sẽ là màu dân gian, nhưng mà gặp anh Tuấn Hưng thì mình sẽ lại ballad, hoặc là anh sẽ làm cái gì đó để nó vừa mang thế mạnh của mình ra, và thế mạnh tại vì may mắn cho anh là mình là rap nên là ngôn từ, nên nó là một cái một 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 cái mặc định nó rất là dễ để nó adapt được với những cái dòng nhạc khác. Nên anh nghĩ nó sẽ flexible, để cái màu nhạc màu sắc âm nhạc của mình nó sẽ flexible tùy thuộc vào đồng đội của mình. Anh cũng có cái nghĩ giống như Bin, với cái màu sắc âm nhạc khi mà tham gia vào chương trình anh muốn là mình phải thể hiện được nhiều cái màu sắc âm nhạc khác nhau, và khi biết được thành viên và biết được cái ca khúc mình thể hiện thì sẽ phải dựa trên cái chất liệu của từng thành viên để mình đi theo cái màu sắc âm nhạc cho nó chính xác. Thì mình phải có cái tính toán làm sao cái màu sắc để tất cả các thành viên trong đội đều có thể được phô diễn. Em rất là thích cái tư duy này, để tất cả chúng ta sẽ cùng tỏa sáng và tận dụng được thế mạnh của nhau chứ không phải chăm chăm vào thế mạnh của mình.
Trước khi để Khánh Vy chào kết thì đem gọi mấy anh quay máy quay dậy và Xin âm lỗi thanh mọi hơi người, chậm tại nên vì cái sorry phỏng mọi vấn người. này nó hơi trì chứ không biết Dạ. khán giả ngủ hay là thức nữa. Cũng chia sẻ trước với mọi người đó là anh Đạt thì hôm qua 4 giờ sáng mới đi ngủ, cho nên là anh Đạt cũng chỉ có tầm khoảng 3-4 tiếng ngủ thôi. Cái cường độ làm việc của anh trai Vân Ngắn Trong Gai thì liên tục, nhưng mà các anh thì luôn giữ được một cái tinh thần rất là nghiêm túc, rất là cẩn mẫn, rất là chăm chỉ và hết mình. Anh Bin thì cũng mới ngã một chút cho nên là có hơi bị xước xát ở chân. Những người anh tài của chúng ta thì đều có những cái nét rất là đáng yêu nên là cảm ơn hai anh rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, và đây là Tài Tài thật Thật Thách. thất. Anh chắc là anh Đạt hay nhìn anh lúc anh chào duy nhất á, hay hay chào duy nhất như vậy. À, chào anh duy nhất á. Yeah. À, là cái này nha. Hay chào duy nhất như vậy, tại vì À, đó là duy cái nhất. hand sign của duy nhất. Còn tại vì anh hay làm như vậy là tại vì mọi người hay bóc phốt anh nên anh nói please. Có cần xúc Hai chị đây đây hai đây không? Anh chuyện gì chưa đi? Ok. Tài thật thách series đồng hành Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thật về những thử thách thật tại chương trình. 20 giờ thứ hai cách tuần, từ ngày 8 tháng 7 2024, trên YouTube Yawan Entertainment. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Nha Quanh thứ bảy hàng tuần. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Nha Quanh Show, xem ngay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.